hai cô gái trẻ bị vẻ lịch sự tiếp đón nồng nhiệt của những người nông dân nơi đây che mắt nên đã bị họ cho thuốc vào trong bánh. Dù cho Sloan đã nhanh chóng phát hiện và kéo tay Katie bỏ chạy, nhưng thuốc ngấm quá nhanh nên hai thanh niên này dễ dàng tóm gọn và mang họ trở vào trong. Katie và Sloan đã rơi vào tay của những kẻ chuyên bắt cóc phụ nữ để phục vụ cho đường dây mại dâm của mình. Nhưng chúng không ngờ rằng hai cô gái không hề yếu đuối như chúng nghĩ, và một màn báo thù vô cùng đẫm máu đã diễn ra. Cùng mình xem tiếp video ngày hôm nay để biết được những diễn biến tiếp theo nhé. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Bộ phim bắt đầu với bối cảnh nhóm những bạn trẻ vừa tốt nghiệp trung học đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình. Hai cô gái Katie và Sloan là bạn thân với nhau và hôm nay họ ngủ lại nhà của Katie và đợi ngày mai chú của cô ấy là Jason đến đón. Hai người sẽ ở nhà của Jason vì mẹ của Katie có chuyến đi đến Cuba. Và cũng vài ngày nữa, họ sẽ đến làm ở một trang trại organic trong vòng một tháng để kiếm tiền và đến New York mua sắm. Jason cũng được tiết lộ là một điều tra viên của FBI, nên vào buổi sáng mà anh ấy đưa hai cô gái đến trạm dừng xe buýt để đến trang trại kia đã yêu cầu Katie mỗi ngày phải gửi một tin nhắn cho mình. Nhưng kèm phía sau phải là một mật mã, thay đổi theo thứ tự bảng chữ cái. Sau khi Jason rời đi, vì xe buýt còn một tiếng nữa mới đến nên hai cô gái đã quyết định vào quán cà phê bên đường để đi vệ sinh. Họ nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của hai anh chàng nông dân ở đây, tên Jet và Lucas. Hai người đến bắt chuyện và sau khi biết Katie với Sloan đến trang trại organic gần đây làm việc thì đã đề nghị sẽ cho họ quá giang. Ban đầu, Katie hơi ngại nên đã từ chối, nhưng trái ngược hoàn toàn với cô bạn thì Sloan lại khá cởi mở, đã nài nỉ Katie đi cùng. Cô ấy miễn cưỡng đồng ý và cả hai đã leo lên chiếc xe tải của hai thanh niên đó. Những tưởng sẽ được đưa đến nơi, nhưng Jet đã lướt qua luôn trang trại organic và chở hai cô gái về trang trại của gia đình mình. Nói rằng vào đây tham quan một chút, rồi lát nữa đi bộ quay trở ra một đoạn ngắn là đến trang trại kia. Mẹ của hai thanh niên mời Katie và Sloan vào trong nhà để ăn bánh, uống trà. Đó cũng là lúc mà Jason nhắn tin hỏi thăm và Katie đã trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn, cùng với mật mã riêng. Hai cô gái vừa ăn một ít bánh ngọt thì Sloan đã nhận thấy điều bất thường. Biết trong bánh có thuốc mê nên đã lập tức kéo tay cô bạn thân chạy đi, nhưng đã quá muộn. Jet và Lucas dễ dàng đuổi theo rồi đưa bọn họ quay trở lại trong tình trạng bất tỉnh. Khi tỉnh lại, họ thấy mình đang bị nhốt và xích trong những cái container cũ ở giữa rừng. Jet bước đến, nói hai cô gái từ bây giờ sẽ sống ở đây, nơi được cung cấp những thứ cơ bản như quần áo, giường ngủ, nơi tắm lộ thiên. Một lúc sau, tên cầm đầu của băng nhóm xuất hiện, tên là Boris. Hắn hiện đang giữ điện thoại của Katie và tiếp tục nhận được một tin nhắn của Jason. Boris cũng nhận ra mật mã nằm ở cuối mỗi tin nhắn và đã hỏi Katie để xác nhận. Cô giả vờ gật đầu lừa hắn ta để nhắn tin trả lời Jason với mật mã cũ. Nhưng đúng ngay lúc đó thì Jason không cầm điện thoại. Bạn gái của anh ấy là Gemma đã đọc được tin nhắn và để sang một bên. Quay trở lại với hai cô gái, chúng ép họ đi tắm thì bỗng có người đến. Đó là cảnh sát với khẩu súng trên tay. Katie và Sloan mừng rỡ chạy ra cầu cứu. Nhưng thật không ngờ, tay cảnh sát trưởng chính là kẻ chống lưng cho đường dây mại dâm này. Và phần thưởng cho hắn là những cô gái ở đây. Sau khi tên cảnh sát trưởng đã no nê và quay về thì Sloan bước sang an ủi cô bạn đang vô cùng hoảng sợ. Họ biết được rằng cơn ác mộng chỉ mới vừa bắt đầu. Jason lúc này mới cầm điện thoại lên và nhận ra ngay điều bất thường từ tin nhắn. Nhưng cô bạn gái thì trấn an rằng có thể Katie đã quên điều đó vì đây không phải là phim. Ở chỗ khu rừng thì hai cô gái lại tiếp tục phải chào đón một khách hàng khác nữa. Hắn ta có tinh thần hơi bất bình thường và có vẻ ngoài lôi thôi. Hắn chọn Sloan phục vụ mình, sau đó còn nói yêu cô ấy. Jason vẫn không an tâm nên gọi đến chỗ trang trại kia và được biết rằng cháu gái của mình chưa đến đó làm việc. Điều này càng củng cố thêm giả thuyết của Jason rằng hai cô gái đang gặp nguy hiểm. Dù cho sắp phải đi cùng bạn gái ra mắt gia đình cô ấy nhưng Jason đành phải hủy bỏ. Anh ấy chạy đến chỗ thị trấn đó và đến tìm gặp cảnh sát địa phương. Tay cảnh sát trưởng ra tiếp chuyện và biết được rằng chính tin nhắn kia, mật mã trong đó không đúng, đã làm cho Jason nghi ngờ. Một điều tra viên của FBI lại vô cùng sơ suất khi tiết lộ thông tin này. Và điều đó đã khiến cho hai cô gái gặp nguy. Vào lúc này trong khu rừng, một tên đeo mặt nạ lợn xuất hiện để ăn bánh trả tiền. Sloan tiếp tục được lựa chọn và không biết được hắn đã làm gì mà trông cô ấy hoảng sợ, tổn thương hơn rất nhiều. Tay Boris đến và tra hỏi Katie về tin nhắn kia sau khi nhận được thông tin từ tên cảnh sát trưởng. Hắn sau đó yêu cầu Jet thủ tiêu hai cô gái để tránh hậu họa về sau khi mà đã có người trong FBI dính líu vào. Lúc này một thông tin được tiết lộ rằng chúng đã bắt cóc và giết hại rất nhiều cô gái xấu số khác trước đó. Nhưng cả bọn lại không biết được mình đang bị Katie nghe lén. Cùng lúc thì Jason đã tìm đến được quán cà phê mà ban sáng hai cô gái bước vào. Tại đây, anh ấy đã có thêm được những thông tin hữu ích từ người chủ quán. Khi người đó nhớ rất rõ chiếc xe tải mà Jet và Lucas đã đi, còn thấy được luôn dòng chữ của tấm chắn bùn phía sau xe. Jason bắt đầu tiếp cận được hơn với những tên bắt cóc biến thái. Anh ấy đến trung tâm đăng ký bảo hiểm xe, hỏi rõ biển số của chiếc xe tải màu xanh. Và sau khi được tra cứu thì ở thị trấn này chỉ có một người sở hữu nó, đó chính là Boris. Katie đang nói cho Sloan nghe rằng những tên bắt cóc đang lên kế hoạch giết họ, thì bọn chúng đến cùng với tên lôi thôi kia và nhờ hắn canh chừng hai cô gái. Biết được tinh thần bất ổn của tay này nên Katie đã lợi dụng, quyến rũ hắn. Đến khi hắn mất cảnh giác, cô đã ngoạm một phát vào cổ, xin một miếng thịt. Máu tuôn ra như suối và hắn đã bỏ mạng ngay sau đó. Hai cô gái đã tháo được những cái còng tay ra. Đó cũng là lúc mà tên cảnh sát trưởng kia đến. Khi hắn vừa xuống xe, Katie và Sloan đã cướp luôn chiếc xe chạy đi mất. Hai người định rời khỏi thị trấn này nhưng rồi đã thay đổi ý định, quay xe lại và chuẩn bị một màn báo thù. Hai cô gái vào một cửa hàng vật liệu xây dựng mua nào là đinh, rồi búa, máy cắt cỏ, dây xích.
rất nhiều thứ. Khi ra tính tiền, họ hỏi anh chàng thu ngân có biết nhà của người tên Boris ở đâu không. Sau khi đã có thông tin thì hai người đến đó và lẻn vào bên trong căn nhà. Khi tay Boris quay về thì liền bị phục kích bởi những quả bóng với đầy những cây đinh trên nó. Họ trói hắn ta vào một cái bàn và bắt đầu tra tấn. Boris run rẩy van xin tha mạng, nói sẽ đưa hết tiền mình đang có cho hai cô gái. Họ dụ hắn nói ra chỗ cất tiền, rồi hỏi luôn thông tin về tên đeo mặt nạ lợn. Nhưng Boris từ chối tiết lộ nên đã bị Kitty và Sloan dùng một cây giáo tự chế xiên hắn từ phía sau lên. Jason lúc này cũng đã đến phía bên ngoài căn nhà và nghe thấy tiếng hét nên vội vã chạy vào. Nhưng hai cô gái đã nhanh chóng trốn đi, còn Boris thì đang hấp hối với một bông hoa vừa được nở. Tên này được Jason đưa đến bệnh viện nhưng cảnh sát trưởng sau đó đến gặp anh ấy và thông báo Boris đã không qua khỏi. Jason thử gọi vào điện thoại của Kitty thì tiếng chuông vang lên gần đó. Biết mình đã bị bại lộ nên tay cảnh sát đã rút súng ra khống chế luôn Jason. Dựa vào hình xăm trên cánh tay của tên đeo mặt nạ nên hai cô gái đã lượn qua chỗ nhà thờ của thị trấn và quả thật đã bắt gặp được hắn là một vị linh mục. Sloan hiên ngang bước vào đối mặt với hắn để đánh lạc hướng cho Kitty tấn công từ phía sau. Tên này đã bị họ trói vào phía sau xe và lôi đi khắp cả thị trấn. Đến khi đã chán chê thì dừng lại ở một tiệm tạp hóa mua ít que diêm, sau đó thiêu cháy luôn tên linh mục bẩn thỉu. Trong khi đó, ông chú FBI của hai cô gái thì đang bị tay cảnh sát trưởng giam giữ và hắn cũng vừa mới bắt được hai cô gái trẻ đẹp khác. Rất may là Kitty và Sloan đã xuất hiện để giải cứu. Họ trói tên cảnh sát vào cái ghế rồi chơi một trò chơi với hắn, nạp một viên đạn vào súng rồi bắn 5 lượt. Tên này đến phút cuối vẫn còn khá may mắn khi cả 5 phát súng đều không nổ. Kitty bây giờ không muốn chơi trò chơi nữa, dù cho hắn đã xin lỗi cô nhưng quá muộn. Cô bóp cò và ghim một viên đạn vào đầu tên cảnh sát. Hai cô gái kia được cởi trói rồi Kitty và Sloan nói họ hãy giúp Jason hiện đang ở phòng bên cạnh. Anh ấy hỏi ai là người đã giết tên cảnh sát nhưng họ chọn cách im lặng như là cách cảm ơn Kitty và Sloan đã cứu mạng mình. Hai cô gái tiếp tục màn báo thù, họ đi đến căn nhà của ba mẹ con kia, đánh thuốc mê tất cả và trói lại vào ghế. Khi người mẹ tỉnh dậy thì thấy mình đang ở dưới tầng hầm, phía đối diện là Zed cũng bị trói y hệt mình. Hai cô gái bắt bà ấy phải chứng kiến việc con trai bị đánh nát đầu trong sự bất lực. Người tiếp theo là Lucas, anh chàng có vẻ là lương thiện nhất trong băng nhóm. Họ đưa cho anh ấy cây gậy bóng chày, yêu cầu đánh chết mẹ mình thì sẽ tha mạng cho. Nhưng Lucas không làm được và van xin hai cô gái tha mạng. Cuối cùng họ đã bắn chết anh ấy, rồi dàn dựng thành một vụ tự sát. Kitty và Sloan còn tiết lộ kế hoạch của mình đó là sẽ đổ hết mọi thứ cho Lucas. Quá tuyệt vọng, người mẹ van xin và nói sẽ đưa hết tiền cho hai cô gái, y hệt như cái cách mà Boris và tên cảnh sát trưởng kia làm. Nhưng Kitty đáp lại bằng việc dùng cái máy cắt cỏ, cắt nát đầu bà ấy. Một thời gian sau, Jason đến nhà của Kitty cũng là lúc cô ấy cùng với Sloan chuẩn bị ra sân bay để đến New York du lịch sau khi lấy tiền của bọn bất lương kia. Jason dường như nhận ra việc hai cô gái đã làm nhưng chọn cách im lặng. Tại sân bay, Kitty và Sloan đi ngang qua tên chủ của trang trại Organic và hắn có lẽ cũng thuộc băng nhóm kia đang săn lùng những cô gái trẻ. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.